Hello hello, chào mọi người, mình là Thương từ kênh YouTube Yogi Travel. Chào mừng bạn tới với bài tập 1 tiếng Full Power Yoga, Core Power Yoga. Thì lần trước mình có làm một cái video Full Power và mấy bạn kêu là rất là đẻ, đổ mồ hôi rất là nhiều và sáng mai ngủ dậy thì rất là tê tái luôn. Cho nên mấy bạn cứ viết email, nhắn tin cho mình suốt là làm thêm một bài nữa đi cô ơi, làm thêm một bài nữa đi. Thì đáp ứng yêu cầu của mọi người, hôm nay mình tập thêm một bài Full Power nữa nha. Và trước khi vào bài này thì mình muốn chia sẻ một chút. Thứ nhất là bạn chuẩn bị cho mình một chai nước và một cái khăn để chút nữa lau mồ hôi, để bảo là bạn sẽ rất khát nước, bởi vì bạn mất nước rất là nhiều và bạn sẽ phải cần cái gì đó để lau mồ hôi. Cái bài này nó sẽ là mình sẽ chia làm hai phần như bài hôm trước. Đối với những bạn mới mà thể trạng chưa tốt thì bạn tập một nửa bài, xong rồi kéo xuống cuối cùng 5-10 phút cuối cùng tập cái phần kéo giãn lại cơ rồi nằm nghỉ. Đối với những bạn có thể tập hết thì tập nguyên bài luôn cũng được nha. Hoặc là có một số bạn thì bạn kêu là nguyên cái bài mệt quá, em tập nguyên 2 tiếng luôn, bài tập 1 tiếng nhưng mà em tập tới động tác đó khó quá thì em ngồi em nghỉ một chút, xong em ngồi coi lại, em nghiền ngẫm lại coi cái động tác đó tập như thế nào rồi em lại quay ngược lại em tập, hoặc là 10 nhịp nặng quá thì em tập 5 nhịp rồi em ngồi em chờ mọi người cho xong tới 10 nhịp rồi tập tiếp, thì cách nào cũng được, bạn không có thi thủ hay làm gì hết, cho nên cứ từ từ tập dần dần cho cơ thể mình thôi. Và thêm một cái nữa đó là đối với một số động tác thì mặc dù là mình có thể rửa đường rất sâu vào thể rất là sâu, nhưng mà mình không muốn là vào hết toàn bộ cái thể, bởi vì thứ nhất là cái micro của mình ở đây mình không thể nhảy lên nhảy xuống nhiều quá, nó sẽ bị rung rinh và chất lượng âm thanh nó không tốt. Thứ hai là mình đè nó xuống mặt sàn thì nó ẩn vô cái nút turn off thì nó làm cho cái âm thanh nó tắt mất. Và thêm một cái nữa đó là mình không muốn mọi người cảm nhận cái ego của bản thân là tại sao cô vào được sâu quá mà mình không vào được sâu. Ví dụ như là động tác này có thể là mình nằm rạp đẹp dí xuống cái người mình nằm xuống, nhưng mà tất cả các thể mình sẽ chỉ giữ ở mức này khoảng như vậy thôi, để những bạn mới hoặc là những bạn vừa mới bắt đầu tập hoặc là những bạn không dẻo không khỏe các bạn cũng có thể vào được. Cho nên nếu mà những bạn nào vào được thể sâu hơn, chắc hơn và có thể là rửa được nhiều hơn thì bạn cứ tập nha. Còn mình sẽ tập ở cái mức level chung chung để phù hợp với tất cả mọi người. Và thêm một cái nữa, như bạn thấy là các cái bài tập của mình thì mình động tác rất là đơn giản, không có vặn xoắn ngoẹo các thể loại quá khó. Nhưng mà mình yêu cầu mọi người giữ thế lâu hơn một chút, hoặc là vào đúng cái động tác, cảm nhận sâu vào động tác để mà mình có thể gồng chắc được cả nhóm cơ mà mình đang cần căng. Thì cố gắng lắng nghe vào cái cơ thể mình và lắng nghe cái lời hướng dẫn của mình ha, để vào tập vào chắc hơn. Và một cái cuối cùng nữa đó là đối với các bài tập của mình, mặc dù kể cả những bài 15 phút rất là ngắn thì mình vẫn có một chút thư giãn, nghỉ ở đầu bữa, hít thở để liên kết cơ thể mình và một chút thả lỏng, kéo giãn cơ ở cuối cùng. Thì đừng skip cái khúc này nha, hãy tập đều theo nguyên cả cái bài. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị khăn, nước và bắt đầu bài tập 1 hour Core Power Yoga của ngày hôm nay thôi. Nào mọi người ngồi thẳng lưng lên, hai cái chân đặt chéo, bạn có thể gác lên, bạn ngồi thế nào cũng được hết. Lắc lư lại cái hông, một khi mà bạn tìm được cái vị trí thoải mái cho cái hông của mình thì bạn sẽ thấy là mình ngồi được lâu hơn mà mình đỡ bị nhúc nhích. Lúc mà mình đang ngồi tập thiền, tập thư giãn á, mình sẽ hít thở, thả lỏng, thư giãn, liên kết cơ thể trong vòng 5 phút trước khi mình bắt đầu bài tập nha. Bạn để lỏng cái vai rớt về phía sau, hai cái tay bạn mềm lên gối để úp để ngửa thì cũng được hết. Nào bạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một khi bạn nhắm mắt lại, bạn quan sát vào cử động của bụng và lồng ngực của mình. Hãy quan sát hơi thở đi vào qua cánh mũi của bạn, rồi thở ra qua cánh mũi đẩy hết ra ngoài. Hãy lặp lại vài nhịp như vậy, lên xuống nhịp nhàng nhẹ nhàng. Mình bắt đầu cảm giác là
hơi thở và những cái cử động nhẹ của lồng ngực, của bụng đang liên kết được với nhau. Cảm giác nhịp điệu lên xuống êm và chậm. Bạn bắt đầu cảm giác cái đỉnh đầu của mình yên tĩnh hơn. Ý thức trong đầu của mình bắt đầu lan ra. Hãy cảm giác như là một bầu trời xanh rộng ra, rộng mãi ra. Bắt đầu cảm giác được sự liên kết của hơi thở, của ý thức và của cơ thể của bạn. Một vài nhịp thở nữa thôi. Và bạn úp nhẹ hai bàn tay nằm lên gối, cảm nhận cái sự liên kết đầu tiên, bàn tay mình massage nhẹ nhàng cho cái đầu gối của mình. Và bạn nhắm mắt, mình xoay tròn cái người mình xung quanh cái thắt lưng ha, cố gắng rạp xuống nhiều hơn để cảm nhận cái độ rướn của lưng, ép về phía trước, rướn về bên kia, quạt về phía sau, đưa nhiều về sau này, mình cuộn tròn lại, rồi mình lại vòng tròn, vòng thứ hai. Chậm rãi thôi và đem cảm giác nhiều hơn. Vòng thứ ba. Sau đó mình quay 3 vòng chiều ngược lại. Một vòng cuối cùng. Và bạn giống các đốt sống lưng, ngồi thẳng lưng. Nếu được bạn vẫn nhắm mắt, hít vào, quạt ngang hai tay vươn lên trời, rướn cao lên. Hai tay chắp trước ngực và thở dài ra. Nhịp thứ hai, hít vào, mở cẳng tay vươn vai và rướn lên. Tay chắp trước ngực và thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, mở cánh tay vươn vai rướn cao lên. Sau đó chắp tay về trước ngực và thở dài. Và bạn mở mắt ra. Mình bắt đầu khởi động một chút ha. Bạn đưa hai tay về trước và vào tư thế bổn định. Hai bàn tay chống vuông góc, cùi chỏ tay và vai. Đầu gối vuông góc, úp mu bàn chân nhẹ sàn. Hãy tập lại 3 vòng tư thế cat cow là con bò và con mèo. Bàn tay chắc, hạ eo, uốn từng đốt sống phần lưng, hít vào. Thở.
thở ra bạn cuộn tròn lại. Cầm kéo vào ngực, dùng lực của tay này, lực của đầu gối đẩy cho cái người xa ra. Hít vào. Ỉn cái mông, ỉn cái eo xuống mặt sàn và rướn cái lồng ngực kéo cầm lên. Thở dài. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Thở dài, cuộn tròn lại. Sau đó bạn quay về vị trí trung tâm, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai, lắc qua lắc lại, lắc mềm vai ra. Sau đó bạn nhón ngón chân, mình đẩy lên tư thế chó úp mặt đầu tiên, bàn tay mình xòe rộng, nhón chân, đẩy mông về sau. Bạn kéo giãn hết toàn bộ người ở đây nha, bàn tay bạn vào, kéo căng lưng, lắc mông về hai bên, lắc và kéo. Bạn cảm giác là từ cái mũi tay của mình kéo lên mông là một đường, khuỵu nhẹ hai cái đầu gối, đẩy người nhiều về sau nữa để bụng ép vào cái chân của mình, cái bắp đùi của mình, rườn ra và cố gắng chỉnh cái mông của mình cao lên. 5 4 3 2 và bạn hạ gối xuống sàn. 1, bạn từ từ chạm đầu gối xuống, lùi về, ngồi vào tư thế em bé ở cuối thảm, nhấn mông từ từ ra sau, ép trán xuống, thở dài. Mình sẽ bắt đầu 3 vòng chào mặt trời từ cuối thảm ở đây. Hai đầu gối bạn khép lại, bạn sẽ đứng lên gối và vươn tay lên trời. Nào hít vào. Nâng người, vươn cánh tay nhìn theo mông đẩy về trước, chắp tay trên trời, rườn về phía trước, chạm bàn tay xuống sàn. Hít vào, rườn người, hạ cùi chỏ rạp xuống, thở ra, trượt lên từ dưới đất. Hít vào, ưỡn người nâng, đùi xiết lên ốp đó, hạ gối, lùi ngược về sau, tư thế em bé, thở ra. Nhịp thứ hai, khép đầu gối, hít vào, đẩy cái mông của bạn về phía trước, vươn cánh tay, rườn người nhìn theo tay, cùi xuống, thở ra, chống bàn tay, vươn người, hít vào, thở ra. Bạn hãy vào tư thế như con bò thì trườn lên dễ hơn này. Hít vào, siết lại nâng đùi lên, lùi ngược, đẩy về, tư thế em bé, thở ra. Vòng cuối cùng, hít vào, đẩy mông về phía trước, vươn cánh tay, ổn ngược, mắt nhìn theo tay, trườn người về phía trước, bám bàn tay. Hít vào, thở ra. Hít vào, rướn, siết đùi và lùi về, tư thế em bé, lùi dài, thở dài về phía sau. Sau đó vươn lên, mình quay lại tư thế bốn đệm, bắt đầu cái phần khởi động kho đầu tiên. Bám chắc hai bàn tay, bạn đạp ngang chân bên trái của bạn ra, đạp ngang 90 độ thẳng hàng với cái đầu gối trái. Hai bàn tay chống chắc, nhìn về phía trước. Nào bây giờ đừng để cái lưng của mình ọng xuống ha, nâng lên này, gồng bụng lại, siết bụng, bám chắc bàn tay. Nhìn vào một điểm trước mặt, từ từ rời tay phải ra và chỉ thẳng về phía trước. Nhìn xuống sàn, cố gắng làm sao mà cái phần bụng, phần kho và phần lưng của mình căng lên, gồng lên. Nếu bạn thấy mình eo eo như vậy hoặc là thấy dễ quá, tức là nó đang không đúng thế rồi đó nha. Gồng chặt, nhìn về phía trước. 5 6 7 8 9 10. Hạ tay, hạ đầu gối khép vào, đổi qua bên kia, xoay về trước cho mấy bạn dễ nhìn. Mình đạp ngang chân bên phải của mình, thẳng hàng với gối, gồng bụng lại, tay phải bám chắc và vươn tay trái thẳng về phía trước. Bây giờ gồng bụng lên. 5 6 7 8 9 và 10. Khép đầu gối vào, lắc lư vai và lưng, lắc qua, lắc lại hai bên của mình, lắc lỏng vai ra. Bây giờ mình sẽ vào khó hơn một chút. Đạp ngang chân bên trái của mình, bám bàn tay, nhìn về phía trước, sau đó mình dang ngang tay bên phải ra.
Nào từ từ giữ nguyên chân trái, xoay tay phải lên trời, xiết cái mông và đùi bên này lại, đừng để nó đẩy về phía sau ha, nó vẫn nằm ở vị trí vuông góc này. Và vươn mắt nhìn theo tay phải trên trời. 1, 2, 3, 4 và 5. Úp ngang tay phải cho tới khi tay phải ở vị trí 90 độ. Bạn nhìn về phía trước, dồn lực qua đầu gối phải và bạn từ từ rời chân trái nhấc lên khỏi sàn. Bây giờ tay và chân đều dang ngang, gồng bụng lại nhìn xuống. 5, 4, 3, 2 và hạ đầu gối, hạ bàn tay, lắc nhẹ nhàng, đổi qua bên kia, đạp ngang chân bên phải của mình, bám chắc tay phải, nhìn về phía trước. Sau khi mình hít được bụng lên chắc rồi, vươn tay bên trái lên và nhìn theo tay trái trên trời. Cố gắng tay phải chắc từ cổ tay tới vai. 1, 2, 3, 4 và 5. Úp xuống tới lúc nào mà mình thấy vai trái và tay trái thẳng hàng, nhìn về phía trước, trụ lực lên đầu gối trái, nhớ chân bên phải của mình lên, nào gồng chặt lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Hạ đầu gối, hạ tay, lắc lư nhẹ nhàng, lắc qua, lắc lại lưng, bám hai bàn tay chắc, khép hai đầu gối của mình vào, cái mu bàn chân sau vẫn giữ dưới sàn, mình khởi động cho cổ chân một vài nhịp. Hít vào, từ vị trí này, bạn nhìn xuống thấy vai và cổ tay thẳng hàng, nhấc đầu gối lên, thở ra. Nhịp thứ hai, nhấc gối lên, thở ra. Nhịp thứ ba, thở ra. Nhịp thứ bốn, thở ra. Nhịp cuối cùng, nhắc lên một chút thôi ha, cố gắng cảm giác như là cái lưng của mình vẫn thẳng, cái đầu gối hơi khuỵu một chút. Xiết lại, 1, 2, 3, 4 và hạ hai đầu gối xuống sàn. Tiếp tục tập cho phần cánh tay ở trên, đưa cái đầu gối chân phải về giữa hai cái bàn tay của mình, trượt chân trái và chống cái mũi chân trái phía sau của mình lên, hai bàn tay bám chắc, cái đầu gối thẳng hàng với hai bàn tay phía trước nha. Nhìn về phía trước, hít vào, mình nhấc chân lên khỏi sàn và nâng cao người lên, hít lên. 2, hít, thở ra. 3, hít, nâng lên, thở ra. 4, hít, nâng lên, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít, nâng lên và thở ra. Hạ gối sau, bò cái chân trước ra sau. Sau đó đưa chân trái vào giữa hai bàn tay, chống mũi chân phải lên, tay bám chắc, nhìn chéo về trước. Ready, mình lên nha, hít vào, lên. 2, 3, 4, lên. Nhịp cuối cùng, 5, rồi hạ xuống, rút cái đầu gối về sau, lắc lư nhẹ nhàng hông và vai, bạn để ngửa cái lòng bàn tay ngược ra để thư giãn cái cổ tay một chút. Nắm ngược vào trong, mở ra. Lắc lắc và mình sẽ đẩy lên tư thế chấu, mặt duỗi mình, bám bàn tay, dạng lưng đẩy về sau, nhìn hết người, sau đó đi từ từ chân về đầu thảm của bạn. Đi cho tới lúc mà chân bạn nằm giữa hai tay, mũi chân khép lại, cúi người xuống, thở ra. Hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra mình rớt xuống. Sau đó quạt ngang hai tay, đứng thẳng người, hít vào, vươn hai tay, đứng lên nhìn theo tay, chắp trước ngực và thở dài ra. Từ vị trí đứng đầu thảm với hai tay chắp trước lồng ngực, bạn mở mắt nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Mình sẽ tập một vài vòng chào mặt trời thật nhanh ở đây ha. Mở ngang cánh tay và vươn lên trời, hít vào, rướn cánh tay vươn cao lên, mở ngang tay, mình đổ rạp về trước, hai tay chống bên chân, hít vào ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống. Bạn bước hoặc nhảy về tư thế tấm ván, gồng bụng lại, bước chân phải ra ngoài bàn tay phải của mình, lật tay phải lên, mở cẳng tay bên phải và rướn mắt nhìn theo tay phải trên trời, thở ra. Bạn bám tay phải xuống sàn, rút về sau vào tư thế tấm ván,
bước chân trái ra ngoài bàn tay trái, vươn tay trái lên nhìn theo tay trên trời, thở ra chống tay trái và lại bước về sau vào tư thế tấm ván, đổ rạp người xuống sàn Chaturanga. Hít vào, up dog, siết đùi ngẩng mặt, chó ngẩng mặt rướn lên và đẩy lùi về tư thế chó úp mặt, bám chắc tay mình rướn về phía sau, khuỵu nhẹ hai đầu gối, bám tay, bạn bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình, đổ xuống sàn, thở ra, lưng song song với mặt đất, hít vào, lưng rạp xuống, vươn cả hai tay lên trời, hít vào, ngẩng mặt nhìn theo tay, chắp tay về trước ngực, thở dài, khuỵu đầu gối mình vào tư thế cái ghế, siết mông chỉ ra sau, hít vào, gồng bụng lại, hai tay bạn vươn lên, đừng ngõng lưng, gồng chặt lại, mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, hít, 2, 3, 4, hai tay chắp trước ngực, thở ra, cúi xuống, chạm tay dưới sàn, hít vào, ngẩng mặt, nhìn về trước, thở ra, bạn bước hoặc nhảy ra sau tư thế tấm ván, gồng bụng lại, đổ ngực rạp xuống sàn, hít vào, Chaturanga or up dog, rửa người lên, lùi ngược về tư thế down dog, giãn ra sau, rướn ra, chân bên phải của mình đã cao lên, chĩa thẳng chân phải lên, chĩa về sau kéo dài và giữ hông chắc, bước chân phải ra ngoài bàn tay bên phải của mình, bám chặt hai tay, cái hông sau nhấc lên một chút, vươn thẳng tay phải của bạn về trước, nhìn vào một điểm trước mặt, nào gồng bụng lại, gồng chặt bụng lại, rướn mắt nhìn theo tay phải, 5, 4, 3, 2 và 1, chống tay phải xuống sàn, rút về tư thế tấm ván, hãy siết người lại, nào Chaturanga, hít vào, siết đùi ngẩng mặt rướn lên và đẩy ngược về tư thế chó úp mặt, bám bàn tay rướn ra, tiếp tục vươn về phía trước, cả chân bên trái cao lên nhấn về sau, bước chân bên trái đặt ra ngoài bàn tay trái, mình nâng hông sau lên một chút, giữ lưng thẳng, bám tay phải và nhìn theo tay trái phía trước của mình, siết bụng và giữ lại, 1, 2, 3, 4 và 5, chạm bàn tay, rút về tư thế tấm ván, gồng bụng của mình lại, nằm rạp xuống sàn, hít vào, up dog, siết đùi ngẩng mặt nhìn lên và mình lùi về phía sau, down dog, tư thế chó úp mặt duỗi mình, khuỵu hai đầu gối, mình bước lên hoặc nhảy lên, đổ xuống sàn, thở dài người, lưng song song với mặt đất, lưng rạp xuống, khuỵu đầu gối mình vào tư thế cái ghế trở lại, hãy siết bụng vào, vươn hai tay, gồng bụng nhìn vào một điểm trước mặt, 1, 2, 3, 4 và đứng thẳng lưng, hai tay chắp về trước ngực, thở ra, mình bắt đầu nóng lên rồi nha mọi người, hít vào sâu và hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp, mọi người biết cố gắng để ý vào cái hơi thở để cái nhịp thở vẫn dài. Cho tới lúc này thì nếu mà thiếu khí quá bạn có thể hít bằng miệng cũng được nha, không nhất thiết phải mũi, nhưng mà cố gắng hít mũi được nhiều hơn. Một nhịp nữa, hít vào, rồi từ từ vào tư thế cái ghế trở lại, siết hai tay kéo lên, siết mông đẩy về phía sau, bụng gồng chặt lại, nhìn vào một điểm dưới sàn, 1, 2, 3, 4 và rạp xuống, thở dài ra, hít vào, lưng song song nhìn về trước, thở ra, lần này bám hoặc nhảy cả hai chân về phía sau, gồng chặt bụng, giữ chắc vào tư thế tấm ván của mình, giữ mũi chân chống chắc, giữ bàn tay chống chắc, nhìn vào một điểm dưới sàn. Mình lặp lại cái tư thế hồi nãy nha, bước chân bên phải ra ngoài bàn tay phải của bạn, bám chặt tay bên trái, nào đặt tay phải lên đầu gối, hạ hông phía sau xuống một chút, nhìn xuống sàn, bám chặt tay phải lên gối ha. Bây giờ từ từ mình hạ cái cùi chỏ của tay trái chạm xuống sàn, giữ chắc cái cùi chỏ tay trái chống xuống và xoay mặt từ từ về bên phải của mình, và nếu được bạn vươn tay phải lên trời luôn, chỗ ở đây ngực mở ra, nhìn theo tay phải trên trời, bạn cảm giác là
cái phần thân sau của bạn nó nặng, nó rớt xuống nè. Nhấc lên, nhấc nó lên và nhìn theo. 5 4 3 2 và 1, nhìn xuống sàn, tay phải vẫn giữ ở trên nè, tay trái bạn mở thành một đường 90 độ ngang qua, rút cả chân trước, nghiêng gót chân trái và quạt chân bên phải về sau, hai chân chạm lại. Sau đó bạn vẫn vươn lên và nhìn theo tay trên trời, giữ ở đây. 1, nhấc cái mông cao lên, đừng để rớt xuống sàn. 2 3 4 và nhìn xuống sàn. Lần này bạn chống tay phải, úp người và nâng lên vào tư thế tầm ván, gồng chặt bụng, nhìn xuống sàn. Mình đổi qua cho chân bên kia, bàn tay bạn bám chắc, bụng xít vào, chân trái bước ra ngoài bàn tay trái, hạ phần hông phía sau xuống một chút, đùi giữ chắc, hít vào, thở ra. Bắt đầu đặt tay bên trái lên gối bên trái của mình, đừng để nó bậy ra ha, đạp cố định bàn chân. Sau đó bạn từ từ hạ cùi chỏ tay phải của bạn xuống sàn, bàn tay chống, cùi chỏ chống, sau đó xoay mặt về bên trái, đừng để cái đầu gối trái bậy nè, ép nó vào, nâng đùi phía sau lên một chút và vươn cánh tay trái cao lên, nhìn theo tay trái trên trời, hít vào, thở ra, rướn các ngón tay cao lên nữa, hít, thở ra. 2 3 4 và 5, xoay mặt nhìn dưới sàn, bạch quạt ngang cái tay bên trước của mình 90 độ, nghiêng gót chân sau và kéo cái chân trước đặt lên trên này, nếu không đặt được lên trên thì đặt về phía trước cũng được nha. Nhấc mông lên, nhìn theo tay trên trời, bụng gồng lại. 5 4 3 2 và 1, cúi xuống sàn, úp chân, úp tay, mình vào lại tư thế tầm ván plank, xít người chặt, hạ đầu gối trườn về trước, hạ ngực, hạ cằm, lịch lên ốp đốc, xít đùi, ngẩng mặt, mở vai và lướn lên, lùi về tư thế chó úp mặt, duỗi mình, duỗi về sau, kéo giãn lưng ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối bám tay, bạn bước lên hoặc nhảy lên đầu thảm, đổ xuống sàn và thở dài, lưng song song với mặt đất, nhìn về trước, lưng rạp xuống sàn. Từ vị trí này, chống hai bàn tay về phía trước chân một chút, khuỵu đầu gối, khuỵu nhẹ hai gối, giống như là mình sắp vào tư thế ngồi trên cái ghế, tư thế cái ghế. Bạn dồn lực qua chân phải, co chân trái nè, và chỉ mũi chân trái về phía sau, nhìn vào một điểm trước mặt, bắt đầu hạ mông xuống nữa, và mình sẽ vào tư thế cái ghế với một chân, gồng bụng, vươn hai tay, đầu gối kẹp chặt vào, giữ chắc. 1, mũi chân trái chỉ ra sau. 2 3 4 và 5, cúi xuống, đạp chân lên trái xuống, tiếp tục đổi bên, kẹp đầu gối phải vào, chỉ mũi chân phải ra sau, ngẩng mặt lên trước, nhấc ngón tay lên, sau đó mình vươn lên, xít bụng, vươn tay. 5 4 3 2 và 1, hạ xuống sàn, hạ chân, thở dài ra, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra, lưng rạp xuống sàn, vươn hai tay lên luôn, hít vào, cả hai tay vươn, nhìn theo tay, tay chắp về trước ngực, thở dài ra. Nào bạn giữ hai tay chắp trước ngực, nhìn vào một điểm trước mặt, mình co đầu gối phải lên và ôm đầu gối phải vào lồng ngực của mình, kéo cao lên nè, chỉ mũi chân, nhìn vào một điểm trước mặt. À, cái động tác này cũng có ở trong cái bài power lần trước. Từ từ mình chỉ cái mũi phải xa ra và đá nó về phía trước, đá thẳng nó về phía trước này, giữ ở vị trí này, sau đó hóp bụng lại, vươn hai tay lên trời. Nào nhìn về phía trước. 5 4 3 2 và 1, bước chân bên phải ra sau, chỉ mũi chân xuống sàn, nhìn vào một điểm trước mặt, quạt hai tay lên trời, hít vào, đứng thẳng cả hai đầu gối, chống mũi chân sau và nâng người rướn lên. Từ vị trí này bạn đứng bằng mũi chân sau và bàn chân trước, bạn đổ rạp người 90 độ, đừng cong lưng ha, ưỡn cái lồng ngực ra và vươn thẳng cánh tay vào vị trí, kéo giãn ra, mông chỉ ra sau, gồng bụng, tay vươn về trước. 5 6 7
8, 9 và 10, chạm hai tay xuống sàn nếu không được khuỵu đầu gối. Bám tay phải cố định dưới sàn. Từ từ khả nghiêng gót chân bên phải về bên phải này. Khả nghiêng qua, bạn sẽ đá chân bên trái lên trời, gồng bụng lại quạt cho tới khi chân trái chỉ lên và vươn tay bên trái lên trời luôn. Đạp chắc hả nếu được, bây giờ một nhịp thẳng chân tay, hai nhịp thẳng chân tay, ba, rướn ra, bốn, vươn ra, nhịp cuối cùng, năm, vươn thẳng ra. Nếu được vươn thẳng tay cao cái chân lên chút nữa, cúi xuống chạm chân, chạm tay. Quay trở lại tư thế tầm ván, khép mũi chân, khép hai đầu gối vào, hạ đầu gối xuống sàn, một nhịp nâng lên, hai nhịp nâng lên, bạn để ý nha, tay mình không di chuyển. 3, 4, 5, 10 nhịp nha. 6, 7, 8, nếu bạn đang thấy dễ quá tức là đang không đúng rồi đó. 9, 10, nâng lên nào, trả đầu gối, ngực cầm, hít vào, uốn ngực, siết đùi, ôm đong nâng lên, đợi người dạn về sau, thở dài. Trong tư thế đào đó, khuỵu gối bám tay, nào bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình, đổ xuống sàn, thở ra, lưng song song nhìn về trước, lưng rạp xuống, thở dài, vươn hai tay đồng thời co chân trái của bạn lên luôn, khuỵu gối trái, ôm lấy đầu gối trái và ngẩng mặt nhìn vào một điểm phía trước, nhìn chắc vào, hít vào, thở ra. Sau khi bạn trụ chắc được lực của chân bên phải rồi, hít một nhịp nữa thôi, bạn từ từ đá chân bên trái của bạn thẳng băng về trước, chỉ cái mũi chân ra luôn, sau đó vươn hai tay rướn lên, nào trụ vào, 1, 2, 3, 4 và cúi xuống, bước về phía sau, thở dài ra, vươn hai tay lên và mình đứng hoàn toàn lên, đứng bằng bàn chân trước và mũi chân sau, lúc này gồng chặt bụng ha, hít vào, độ chéo người về trước này, rạp dài ra, gồng bụng rướn ra vươn ra, 5, 4, 3, 2 và 1, chạm tay xuống sàn, chống cố định tay trái của bạn dưới sàn, nghiêng gót chân trái, nghiêng ngang đổ về trái, từ từ vươn tay phải lên và quạt chân bên phải ra phía sau. Từ đây bạn vươn tay chân ra khỏi mang tay này, thở ra, 1, hít, rườn ra, 2, rườn ra, 3, rườn ra, 4, rườn ra, 5, chắc vào, rườn thẳng băng ra, nhịp cuối cùng kéo vào, rồi vươn thẳng tay, đá thẳng chân lên, rồi úp xuống, mũi chân chạm, bàn tay chạm xuống sàn. Nào bạn khép mũi chân, cố định hai tay vuông góc, khuỵu đầu gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nâng lên luôn, thả gối, lùi xuống vào tư thế rạp xuống sàn, hít vào, ưỡn ngực, lật tay, rướn người lên, lùi về lại tư thế chỗ mặt, đẩy về sau và dạng ra, lắc nhẹ lưng và vai, đẩy hết người rướn ra sau, lắc lắc nhịp nhịp hai cái đầu gối, kéo dạng về phía sau, thở dài ra, sau đó hạ hai đầu gối và mình ngồi xuống sàn. Ngồi lên gót chân, mình nghỉ một chút. Hết nửa giờ rồi mọi người, hết 30 phút rồi đó. Theo như mình ưởng chừng thì mình có thể nghỉ một chút, uống nước, lau mồ hôi, sau đó ngồi thả lỏng vào tư thế em bé nha. Đối với những bạn mà thấy đuối quá rồi, bạn có thể skip cái khúc tiếp theo, bạn ngồi nghỉ một chút, rồi kéo tới gần 10 phút cuối cùng và tập các động tác stretch, kéo giãn lại người rồi thả lỏng nghỉ cuối cùng luôn ha. Bữa sau mình lại tập tiếp cái phần part thứ hai.
Sau khi uống nước xong, bạn lùi vào tư thế em bé. Hãy nghỉ một chút. Mềm cái mũi chân chạm vào nhau, cái đầu gối hơi mở ra. Mềm trán ngồi vào phía cuối thảm, thả lỏng trán, mềm khuôn mặt của mình ra. Hãy hít thở những nhịp dài. Hít vào sâu, thở dài ra. Mình cảm giác nhịp tim của mình bắt đầu đập nhẹ nhàng lại, đều lại, không còn dồn dập nữa. Hơi thở của mình cũng bắt đầu êm lại, và mình cảm giác được lại cái cơ thể của mình mềm mại hơn, êm ái hơn trong từng hơi thở. Mình giữ đây 2 hơi thở nữa thôi. Và nhẹ nhàng chống hai bàn tay cạnh đầu gối, nâng người mình lên, khép đầu gối lại và mình ngồi lên gót chân của mình luôn. Mọi người hãy cột tóc lại, chỉnh lại, mình tập tiếp 30 phút tiếp theo. Hãy ngồi lên cái gót chân, mình đặt tay lên gối và giữ cái sự thăng bằng của cơ thể mình. Hai tay bạn đặt mềm lên gối, khuôn mặt bạn thả lỏng về phía trước. Hít dài, thở ra. À, với bạn thắc mắc là tại sao mình không mặc mỗi bra và quần legging để tập khôi thì mọi người dễ nhìn hơn á. Thực ra mình cũng muốn làm, nhưng mà cái da phần bụng, phần lồng ngực với phần trên này của mình, mỗi khi mà nó đổ mồ hôi rít rít và nó cà chà sát vào cái tấm thảm thì nó sẽ nổi mẩn cục đỏ lên, cho nên mình thường phải mặc cái thanh top ở phía ngoài. Và mặc dù mình đã thay tất cả các thể loại thảm xịn, từ Lay For Me rồi Lululemon rồi tất cả các thể loại, nhưng mà mình vẫn bị vậy, nên mình quyết định mình sẽ mặc áo, trừ những khi mà trời mát hoặc là những khi mà bài tập không đổ nhiều mồ hôi quá thì mình mới mặc bra nha. Mọi người cố gắng lắng nghe và tập. Rồi mình chống hai tay về phía trước vào tư thế 4 điểm, mở rộng hai cái đầu gối bằng không, hai bàn tay mình bám chắc dưới sàn. Vào tư thế 4 điểm giữ chắc. Mình nhớ lại cái tư thế lúc ban đầu mà mình khúc khởi động mình đã tập á, đạp ngang chân bên trái của mình, đạp ngang ra 90 độ ngang với đầu gối trái. Tay trái chống xuống dưới sàn, dang ngang tay bên phải ra. Nó bắt đầu mình nhấc chân bên trái lên, hạ chân trái xuống. Nhịp thứ 2 nhấc lên, hạ xuống. Nhịp thứ 3 nhấc lên, hạ xuống. Nhịp thứ 4 xuống. Nhịp cuối cùng nhấc lên rồi hạ xuống, đổi qua bên kia. Bám đầu gối trái, xoạc ngang chân phải ra, vươn ngang tay bên trái ra, nào trụ chắc vào, nâng chân phải lên 1, hạ xuống 2, hạ xuống 3, hạ xuống 4. Nhịp cuối cùng 5, rồi hạ xuống, hai tay bám, lùi cái đầu gối về sau. Bắt đầu bạn hạ cái hai cái cùi chỏ của mình xuống dưới sàn, đan các ngón tay phía trước lại, đừng mở xa quá ha, mở vừa phải bằng cái vai của mình. Nhón mũi chân mình vào tư thế dolphin, nhón mông đẩy về phía sau, hai bàn chân mình chập vào nhau, đá chân bên trái lên trời, cao lên, hạ xuống, đá chân bên phải lên trời, hạ xuống. Một vòng nữa, đá chân trái lên, hạ xuống, rồi đá chân bên phải lên, hạ xuống. Sau đó mình sẽ đẩy về trước về sau nha, hít vào, vươn về trước, tư thế tầm ván, đẩy về sau. Nhịp thứ 2, gồng chặt lại, đẩy về sau. Nhịp thứ 3, xít lại, đẩy về sau. Nhịp thứ 4, xít vào, đẩy về sau.
Nhịp thứ 5, siết chặt lại, giữ chặt ở đây. Mình sẽ làm chân trái trước cho mọi người nhẹ nhìn, hai tay chống chắc, đưa hai chân trái ra và bước ra ngoài cùi chỏ của tay bên trái của mình. Giữ hai cái đầu gối chắc, nhìn về phía trước. Nào, nâng đầu gối sau lên một chút. 1 2 3 4 Rút chân trái về sau, vào lại tấm ván. Nếu mà bạn bước một lần mà chưa lên được, bạn có thể bước 2-3 lần cũng được này. Bước lên, bò lên. Rồi nhấn cái cùi chỏ dưới sàn, nhìn về phía trước. Nào, mình đổi chân bên phải. 1 2 3 4 và 5 Rút chân bên phải về sau, gồng bụng lại. Bên kia cho chân trái, bước chân trái lên, gồng bụng nhìn về trước. 1 2 3 4 và 5 Rút chân trái về sau, xít lại. Chân bên phải bước lên, cao lên, nhấn cùi chỏ xuống, nhìn vào dưới sàn. 1 2 3 4 và 5 Rút về phía sau, hai mũi chân chạm vào, chống tay. Mình vào tư thế tấm ván này, gồng chặt chấm ván với hai mũi chân chặt vào. Từ từ hạ hai đầu gối xuống sàn, lắc hông về hai bên, lắc qua lắc lại cho thắt lưng bạn thả lỏng ra, lắc qua lắc lại. Sau đó mình sẽ vào tư thế tấm ván plank. Đây là một tư thế rất là cực kỳ khó này, giữ chặt hai tay và chân. Mình sẽ lặp lại như hồi nãy mình vừa tập mà tay ngang chân ngang á, nhưng mà bây giờ sẽ là tay phải và chân trái vươn về trước. Phải trái 1 xuống, tay trái chân phải 2 xuống, 3 xuống, 4 xuống, 5 xuống, 6 xuống, 7 xuống, 8 xuống, 9 xuống, 10 rồi hạ xuống, hạ đầu gối xuống, lắc lư hông, lắc lư vai, lắc lư người nhẹ nhàng về hai bên, lắc chậm rãi qua. Sau đó mình sẽ bước hai cái chân ra ngoài hai bàn tay, chân phải bước ra, chân trái bước ra, hạ cái đùi xuống sàn và hai tay chắp về trước ngực. Mình bẩy cho cái đầu gối của mình rộng ra nè, hai tay chắp trước ngực, nhìn vào một điểm trước mặt, hít vào, thở ra. Mình sẽ tạo cái độ linh hoạt của khớp hông và cái độ giữ chắc của cơ đùi bằng cách là mình sẽ nhảy ra sau trong vòng 5 nhịp nha. Từ vị trí này, mình đẩy cái mông ra chạm tay, nhảy hai chân vào tư thế tấm ván. 1 nhịp nhảy lên đúng vào vị trí hồi nãy, lên 2 nhịp nhảy lên, 3 nhịp nhảy lên, 4 nhịp nhảy lên, nhịp cuối cùng 5 nhịp nhảy lên. Hai tay chắp trước ngực, bẩy cái cùi chỏ tay phải vào đầu gối bên phải của mình, đặt tay trái vươn lên, nhìn theo tay trái. 1 2 3 4 và 5 Mình thẳng đầu gối trái ra nè, bò cho tới khi mà chân trái của mình thẳng băng ra, rướn lên. Sau đó mình sẽ truyền lực đổi qua bên chân bên trái nè, đổi xuống, đáp qua. Sẽ lặp lại như vậy ha, hít vào nâng lên qua bên này, hít vào nâng lên đổi bên, 2 xuống, 3 xuống, 4 xuống. Nhịp cuối cùng lên xuống qua bên này, bẩy cùi chỏ vào, vươn tay bên phải và nhìn lên trời. Hít dài, thở ra. 2 3 4 và 5 Từ đây bạn vẫn giữ cái hông để rộng ha. Khuỵu hai tay lại, bạn hạ chỉ cái mũi chân ra hai bên, bạn hạ mông xuống sàn, chắp tay trước này, bạn từ từ đẩy cái mông mình về phía sau. Đẩy về sau tới lúc mà cái đầu gối gần như vuông góc, ho bụng lại, siết lại, bạn vươn thẳng hai tay về trước. Lúc này cái cơ đùi của bạn phải làm việc rất là nhiều. Nhìn xuống sàn. 5 6 7 8 9 và đẩy cái mông về phía trước, hai tay chắp về trước ngực. Từ từ mình bò về đầu thảm, chống hai bàn tay.
rút chân trước ra sau vào tư thế tấm ván, đổ rạp ngực xuống sàn. Hít vào rắn hổ mang, xiết đùi, lật ngược vuông lưng lên, đẩy ngược về, gió úp mặt, duỗi mình, duỗi lưng về phía sau, thở dài ra. Từ tư thế đau đó, mình sẽ bắt đầu cái chuỗi mà đầu gối chân này chạm vào cái cùi chỏ của tay bên kia. Bám hai tay chặt, bạn đá chân bên phải cao lên. Hít vào rướn chân phải, chỉ mũi chân lên, đưa về trước trong tư thế tầm ván. Gác qua cái cùi chỏ của tay trái này, một nhịp nhìn về trước, đưa ra sau, đá lên trời. Sau đó gác qua cùi chỏ tay phải, đưa ra sau, đá lên trời. Và mình lặp lại ha, hít vào, đưa ra sau, về trước, đưa ra sau, qua bên trái, đưa ra sau, qua bên phải, đưa ra sau. Một vòng nữa thôi, qua bên trái nhìn về trước, rồi đưa ra sau, qua bên phải nhìn về trước, rồi đưa ra đá ra sau. Đổi bên, bạn hạ chân bên phải của bạn xuống và bám cố định hai bàn tay. Mình sẽ đổi bên đầu gối trái và cùi chỏ tay phải trước nha. Đá chân trái cao lên, đưa qua bên trái, bên phải một nhịp ra sau, cùi chỏ trái ra sau, tiếp tục phải ra sau, trái ra sau, phải ra sau, trái ra sau, vòng cuối cùng phải ra sau và trái, đưa ra sau. Sau đó quay về tư thế chỗ úp mặt, lắc hông lưng vai, lắc nhẹ nhàng, vươn về phía trước, mình vào tư thế tấm ván trở lại, siết chặt bụng, nhìn xuống sàn. Mình lại tiếp tục nhấc từng tay lên ha, dồn lực lên, mình đừng ẹo mông qua nha, giữ mông cố định. Nhấc tay phải lên, hạ xuống, nhấc tay trái lên, hạ xuống, và tiếp tục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đổi chân, đổi qua chân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đẩy về đào đó, đẩy hết ra sau, lắc lư nhẹ lại vai và lưng. Mình lại lặp lại một lần như vậy nữa nha. Cùng bụng chặt, vươn về trước tấm ván, tay phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi hai chân bám chắc tay, 1 2 3, quạt chéo qua bạn, 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đẩy lên đào đó, đẩy hết giãn người, rướn ra sau, lắc hông vai, thở dài ra, nhịp nhịp đùi, nhịp nhịp hai cái vai và lưng của mình. Nếu mà bạn thấy mỏi quá hãy nghỉ nha, đừng cố gắng quá sức của mình, nghỉ rồi lần sau bạn lại tập tiếp. Lắc qua, lắc lại nhẹ nhàng, tiếp tục lại vươn về phía trước tấm ván. Bây giờ mình sẽ hạ đầu gối chân bên phải của mình xuống sàn, gồng chặt bụng lại, úp chặt mu bàn chân phải, nâng chân trái lên, sau đó bạn khuỷu gối trái này, mở ngang về bên phải, đẩy ra sau. Hai, đầu gối trái khuỷu về bên trái, sorry mọi người. 2 3 thẳng ra sau, co lên, thẳng ra sau, 4 5 co lên, thẳng ra sau, 6 thẳng ra sau, 7 thẳng ra sau, 8 đá về sau, 9 đá về sau, nhịp cuối cùng nâng lên, đá về sau và hạ đầu gối vào lại 4 điểm. Gồng chặt bụng, mình đổi qua bên kia, nâng đầu gối, đá chân bên phải ra sau, 1 đá ra sau, 2 đá ra sau, 3 đá ra sau, 4 5 siết bụng vào bạn đừng để rớt, 6 7 8
9 10 Rồi hạ đầu gối, lắc lư nhẹ vai, lắc qua, lắc lại vai và lưng. Từ đây đẩy vào tư thế chó úp mặt một lần nữa, giãn ra. Chân bên phải của bạn đá cao lên trời, bước ra ngoài bàn tay phải của mình, hạ đầu gối và úp mu bàn chân sau, vươn tay phải lên trời và nhìn theo tay phải trên trời, nhấn phần hông xuống, giữ lại 1 2 3, đạp chắc bàn chân phải ha, đừng để ngửa bàn chân phải lên, 4 và đưa tay phải ra sau, bắt lấy chân bên phải từ phía sau, nhìn về phía sau nào, nhìn thẳng ra phía sau luôn, 5 6 7 8 9 và 10, úp bàn tay phải xuống, nâng đầu gối phía sau lên, nâng cao lên từ vị trí này để mình quay về trước, mọi người dễ thấy hơn. Từ vị trí mà tay phải chân phải đang nằm ngoài tay bên phải của mình ha, mình sẽ co cái đầu gối nè và trượt nó từ đây lên đây, từ đây lên đây, mọi người sẽ tập như vậy nha. Hai bàn tay bạn bám chắc, chân phía sau nâng lên, khép cái cùi chỏ và đầu gối bên phải chạm vào nhau, bạn trượt xuống nè, 1 nâng lên, 2 nâng lên, 3 nâng lên, 4 nâng lên, nhịp cuối cùng xuống rồi nâng lên, đưa về đào đó, đẩy dài ra, đá chân bên trái của bạn lên, bước ra ngoài, đặt ngoài bàn tay trái, đầu gối sau hạ xuống và vươn tay trái, nhìn theo tay trái trên trời, hít dài, thở ra. Từ từ bạn chìa tay trái ra và bắt lấy chân trái từ phía sau, xoay mặt nhìn ra phía sau luôn, 1 2 3 4 và 5, xoay mặt về giữa, bạn chống tay của mình xuống sàn trở lại nào, cố lên một vòng bên này nữa ha, cố định hai tay, nón đầu gối, nhón mũi chân, nâng đầu gối chân sau lên, bạn sẽ đưa cái chân ra sau này, kẹp nó vào cái đầu gối cùi chỏ, bám vào nè, chống chặt tay, hạ xuống ha, 1 nhịp này, nâng lên, 2 nhịp, nâng lên, trượt theo cái ống tay, 3 nhịp, nâng lên, 4 nhịp, nâng lên, xuống, nâng lên, bước về, đào đó, đẩy ra sau, lắc hông, vai, lắc người nhẹ nhàng nào, khuỷu gối, bám tay, bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình, đổ xuống sàn, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra, cúi xuống, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn lên, chắp hai tay về trước ngực, thở ra, hít vào, vươn hai tay rướn cao lên, cúi về phía trước, rạp người, thở dài, hít vào, lưng song song, thở ra, rạp xuống, bước chân phanh phải ra sau, quạt hai tay, hít vào, vươn lên trời, rướn lên, xoắn về bên trái, cùi chỏ bẩy vào, vặn ra, nâng ngồi sau, quay về giữa, hít vào, vươn hai tay rướn lên, cúi xuống, ra người, đưa chân trái ra sau, đá lên trời, chĩa lên, gồng bụng vươn về trước tấm ván, nhìn xuống sàn, 1 2 3 4, rồi mồ hôi mình nó nhỏ thành dòng, 5 6 7 8 9, đổ xuống sàn, thở ra, lật lên, hít vào, ôm đón mọi người, lùi về sau, đào đón, giãn ra sau, cố lên, tiếp tục mọi người, khuỷu gối bàn tay, bước lên hoặc là nhảy lên, đổ xuống sàn, hít vào, lưng song song, thở ra, rạp xuống, quạt hai tay, hít vào, vươn hai tay, rướn lên, chắp hai tay, trước lồng ngực, thở ra, chân bên trái, hít vào, vươn cả hai tay, rướn người lên, cúi xuống, ra người, thở dài, hít vào, lưng song song, thở ra, bước chân trái của bạn về phía cuối thảm, vươn hai tay lên trời, hít vào, cánh tay vươn cao lên, xoắn về bên phải của mình, cùi chỏ trái bẫy vào gối, thẳng gối sau, nhìn về phía trước, xoắn, hít vào, quay trở lại, vươn lên, cánh tay mở lồng ngực, rướn, chạm hai tay xuống sàn, rút chân phải ra, đá lên trời, chỉ hẳn về phía sau, vươn về trước tầm ván bằng 3 điểm, nhìn xuống sàn, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 nào đổ xuống luôn, hít vào. Up dog rướn người, đợi ra. Down dog nhẹ người thở ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối bám tay. Bước lên hoặc là nhảy lên, đổ xuống sàn. Lưng song song nhìn về trước, cúi rạp thở dài. Quạt hai tay vươn lên, hít vào rướn lên. Hai tay chắp trước ngực thở ra. Bạn lắc lư hông vai, nhìn nhìn người về phía sau, nhịp nhịp hai cái đầu gối. Kéo giãn cái người lại, xoay tròn cái vai, nhìn nhìn về một chút theo cái vị trí nào mình cảm thấy thoải mái. Rồi bạn hạ hai đầu gối xuống sàn. Bạn lau bớt hết mồ hôi đi. Sau đó giữ vị trí ngồi lên gót chân. Đặt hai tay lên đùi và mở vai ra. Nào bây giờ nhắm mắt lại, lắng nghe lại hơi thở, lắng nghe lại nhịp tim đập một vài nhịp trước khi mà mình kéo giãn, trả lại cơ trước khi mình kết thúc. Đối với những bạn mà tập nửa bài thì các bạn có thể bắt đầu nửa bài xong rồi bắt đầu từ đây tới khúc kết thúc nha. Hít vào mũi dài, thở ra. Mình sẽ cảm giác được nhịp tim mình đập bừng bừng lên. Hít êm, thở ra và êm và dài. Hai vai rũ xuống và khuôn mặt thả lỏng ra. Sau đó bạn nghiêng vai của bạn về bên trái, chống tay trái xuống sàn và vươn tay phải lên trời. Mình không cần kéo giãn nữa, mình chỉ cần nghiêng nhẹ nhàng qua thôi. Cảm giác đủ căng nhẹ nhàng ở lườn bên phải của mình. Sau đó mình đổi bên, nghiêng vai về bên phải cho tới khi bạn chống tay phải, úp vai trái và giãn qua. Sau đó bạn vươn lên và quạt cả hai tay lên trời, hít vào. Chắp hai tay về trước lồng ngực và thở ra. Và bạn đá hai chân mình về phía trước. Lắc 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 nhẹ hai chân, gác chân bên phải lên trên gối trái. Và chỉ mũi chân trái lên, bạn rướn về trước. Nếu được dùng tay bắt lấy chân, nếu được nữa ra hẳn người xuống. Hoặc là bạn chỉ cần giữ ở đây, kéo cái lưng dài ra, kéo các đốt sống lưng, cố gắng đừng cong lại nha. Phải rướn người về trước và kéo dài lưng của mình ra. 5 4 3 2 và 1. Vươn hai tay của mình lên trời, dùng tay trái đặt lên đầu gối bên phải. Tay phải bạn chống về sau, nào xoắn hết lưng ra sau. Thở ra bạn người ổn hết về sau, nhìn về sau. 1 2 3 4 và 5. Mình quay về giữa và mình sẽ đổi bên kia. Bạn đá chân phải về trước, gác chân trái lên đùi. Hít vào rướn lên, rạp về phía trước. Bắt lấy chân cúi xuống và giãn cái người mình rướn ra. Kéo dài ra. 5 4 xuống sâu hơn nếu được. 3 rạp hết xuống luôn nếu bạn có thể. 2 và 1. Vươn cả hai tay lên trời, rướn lên. Xoắn về bên trái của mình, tay phải đặt lên gối. Tay trái chống và xoắn lưng ra sau, nhìn về phía sau. 1 2 3 4 và 5. Bạn quay mặt về giữa trở lại. Hai chân thẳng, lắc lư. Đạp hai cái bàn chân vuông góc, bạn hạ lưng của mình xuống sàn. Nằm hết lưng xuống, đạp chắc bàn chân, hai tay bạn vươn, vươn căng qua quả đầu. Hít vào, rướn các đốt sống lưng lên, đạp chắc chân đứng xòe đầu gối ra, giữ gối vuông góc. Thở ra hạ nhẹ nhàng, từng đốt một hạ xuống. Nhịp thứ hai, hít vào lên. Thở ra hạ xuống. Những nhịp tiếp theo bạn đi tay và mông cùng nhau, hai tay úp xuôi theo người. Vừa vươn tay vừa nâng mông. Hít vào. Thở ra. Hít vào rướn lên. Thở ra. Hít vào lên.
cố chỉnh cho hai cái đầu gối thẳng hàng. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào rướn cao, ở lên, mình giữ đây một chút, cổ thẳng, cầm kéo vào ngực và đạp chắc chân. 5, 4, 3, 2 và 1, hạ mông của bạn xuống sàn, đan hai tay ôm đầu gối vào, thư giãn cho thắt lưng, lắc qua lại, mềm thắt lưng của mình ra. Sau đó bạn đạp hai bàn chân xuống và trượt dài hai chân, hai tay dang ngang. Bạn đá chân bên phải cao lên, lắc lư lại, lắc qua lắc lại và khuỵu cái đầu gối phải bẩy về bên trái này, dùng tay trái nhấn xuống sàn, vặn người qua và xoay mặt về bên phải của mình. Giữ đây một vài nhịp. Sau đó bạn vươn lên và đá chân phải, hạ chân phải xuống, đổi bên. Mình đá chân trái lên, lắc lư nhẹ cái, thắt lưng và khuỵu gối trái nghiêng về bên phải, xoắn người qua. Và xoay khuôn mặt, vặn lưng về bên trái, vặn khuôn mặt về bên trái. Sau đó bạn nhấc lên, quay về giữa và hạ xuống sàn. Nào vươn tay qua quả đầu, kéo giãn toàn thân của mình, kéo căng ra, hít vào. Rồi thả lỏng xuống và thở dài ra. Bạn nhấc hai chân lên rớt, đột lỏng xuống. Nhấc mông lên rớt xuống, nhấc lồng ngực. Nắm chặt cánh tay nâng lên rồi thả lỏng xuống sàn. Nào hãy để cơ thể của mình mềm và lỏng dưới sàn. Hãy để các đốt sống lưng được thư giãn. Để hai đùi và gót chân của mình đổ nghiêng về hai bên. Cảm giác lưng của mình nặng và chạm xuống sàn. Các ngón tay và cánh tay được thư giãn thả lỏng ra. Kéo lên khuôn mặt. Mình thư giãn da trên khuôn mặt. Thư giãn đỉnh đầu và thư giãn toàn thân của mình. Hơi thở đi vào và đi ra chậm rãi. Mình hít và thở và buông lỏng hết toàn thân. Hãy để cơ thể mình được buông thư và được thư giãn trong vòng 7 phút tiếp theo trước khi mà mình kết thúc bài tập. Thank you.
nhàng bạn hít một hơi sâu. Rồi thở dài ra. Bắt đầu cử động lại các ngón tay, ngón chân. Lắc lư đùi, vai. Đánh thức cơ thể lại, nào kéo gối ôm vào lồng ngực. Ôm ép chặt vào. Và vặn nghiêng người, đổ qua một bên. Và vẫn nhắm mắt, vặn chống tay, nâng người ngồi lên luôn. Hai tay đặt lên gối, vai mở ra, bạn hãy xoay tròn người xung quanh kẻ thắt lưng của mình, xoay như là lúc ban đầu mà mình làm á. Rồi xoay ngược lại. Sau đó quay về giữa, giống lưng thẳng lên. Kéo các đốt sống lưng của mình dài ra. Hãy hít một hơi dài cùng nhau. Thở dài hết ra. Và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương trong cái bài tập Full Hour 1 tiếng Power Core Yoga vừa rồi. Chắc chắn là cái bài đó tốn rất là nhiều năng lượng, đồng thời là làm bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì có thể là ngày mai thức dậy bạn sẽ cảm thấy cơ bắp rất là mỏi, rất là đau nha. Bạn có thể là nằm gác cái chân lên tường, thì ấn cái mông mình sát vào tường á, thì nó sẽ đỡ đau phần thắt lưng và đỡ mỏi vai. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Nhớ comment bên dưới cho mình biết về cảm giác của bạn sau khi tập xong bài này nha. Bye bye mọi người.